giờ để hình dung được cái khu vực này thì anh Y sẽ đoạn đầu video clip đó là dốc Mộng Cầm. Và xin đi chào anh chị và các bạn xin đi đang ở thành phố ở Quy Nhơn, và với video clip này xin đi muốn mời anh chị chúng ta sẽ thăm viếng mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử anh chị ha. Đây là đường đi vào mộ. Sơ nét vào năm 1940 thi sĩ Hàn Mặc Tử qua đời và được an táng tại Quy Hòa. Đến năm 1959, bạn bè và người thân của ông cải táng và di dời ông tới Gành Rái như ngày hôm nay. Trong đó có những nhà thơ như là Quách Tấn, ông thì đã ngày đêm mòn mỏi đi tìm mọi cách để mà chữa trị cho Hàn Mặc Tử, và chính quyền ở đây là cũng tìm mọi cách để mà cứu vãn Hàn Mặc Tử, cũng như là yêu cầu Hàn Mặc Tử thôi nên đi vào bên trong trại phong Quy Hòa, nghĩa là ở bên kia dãy núi cách đây khoảng 4 cây số thôi cả nhà. À, mình sẽ đi lên viếng ông anh chị. Vậy là 38 và 302 bị lộn chết năm 88 rồi. 12 12 40 32 42 là 30 tuổi. Là mới có 28. Đây là phần mộ của ông Hàn Mặc Tử được cải táng, lập mộ 13 tháng 2 năm 1959. Thank you.
với video clip này, thì Sunny sẽ mời anh chị viếng thăm mộ của ông Hà Mặc Tử. Sau đó thì chúng ta sẽ đi một bãi biển Hoàng Hậu và bãi đá trứng. Đây là trên một cái vịnh gành, cái gành rái anh chị, và cái hướng gành rái này mình nhìn một con đường ven biển dài rất là đẹp ở thành phố Quy Nhơn. Rồi, Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ xuống bãi tắm Hoàng Hậu. Cầm cho sao lại sai, anh cầm thử. Anh chị. Không. Đừng nữa. Ở đi tắm bãi. Rồi, cái hướng này thì chúng ta sẽ đi tới bãi tắm Hoàng Hậu nha anh chị ha. Thì với video clip này thì Sunny muốn giới thiệu anh chị cảnh trí của thành phố Quy Nhơn ban ngày và ban đêm, những cái địa điểm mà Sunny tới, và hy vọng rằng đôi nét thông qua video này để anh chị nhìn thấy thành phố Quy Nhơn ngày hôm nay và viếng thăm học mộ Hà Mặc Tử, rồi bãi đá trứng, bãi tắm Hoàng Hậu, con đường ven biển, phố buổi tối nhộn nhịp ở thành phố Quy Nhơn như thế nào. Đầu video clip đây là cái dốc Mộng Cầm anh chị, xa hơi thì đi lên thoải mái anh chị ha. Và chúng ta sẽ đi dọc cái khu vực này. Cái hướng này là chúng ta sẽ nhìn thành phố Quy Nhơn mùa hè ve kêu, và con đường dọc biển rất là đẹp. Thành phố Quy Nhơn quy hoạch cũng rất là hay anh chị, và Sunny cảm thấy rất là thích tất cả hệ thống khách sạn thì mé trong đất liền. Còn dọc con tuyến đường biển là công viên, cây xanh. Và chúng ta đi dạo biển rất là thích anh chị. Phóng tầm mắt và ra hướng biển thôi. Bắt đầu mùa hè là ve kêu rồi anh chị. Đây thì có một số bậc thang dẫn chúng ta đi sâu vào bên trong, nhưng mà Sunny cũng muốn tập trung vào video clip bãi tắm Hoàng Hậu nha anh chị ha. Bãi đá trứng, người ta nghe nói bãi đá trứng thì không biết như thế nào, thì bây giờ mời anh chị, có thể là những cái hòn đá nó nhẵn giống như quả trứng thì người ta gọi là bãi đá trứng. Con đường rất là thơ mộng, quanh co. Những hòn đá chồng lên nhau nè anh chị. Thank you.
trong trên anh chị thấy không? Không biết là nó rớt lúc nào. Nhìn thấy ghê quá. Giống như có sự sắp đặt trên vên. Rồi bây giờ mà ở đây là gành ráng nha anh chị ha. Ở đây có một cái khu du lịch nhà hàng Hoàng Hậu Hòn Chồng, bãi tắm Hoàng Hậu. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha anh chị. Đây là khu vực nhà hàng bãi tắm Hoàng Hậu. Đây, bãi tắm Hoàng Hậu của anh chị. À, con đường thì còn đi sâu nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống bãi tắm nha. Ở đây là một cái nơi cái quầy giống như quầy phục vụ hàng dừa. Đây là một cái địa điểm quán cà phê. Con đường đi xuống bãi tắm ở đây thì xin đi nhận thấy là khá là sạch sẽ. Sau khi vượt qua mấy chục bậc thang, đây nó bãi đá trứng rất là nhẵn. Mình sẽ đi xuống dưới kia anh chị ha. Đi tới đây thì chẳng lẽ mình không lại không xuống, dẫn anh chị đi xuống. Vậy là chiều là qua nhà chú là 10 năm nói này. Tức là chiều cũng khoảng là gian sớm rồi. Đây là bãi đá trứng hay hả chị? Bãi đá trứng. Chỉ có nhiêu đây thôi á hả? Chỉ có nhiêu đây thôi hả? Những bậc thang. Có một nàng tiên cá. Rồi, xa xa đó là thành phố Quy Nhơn đó anh chị. Đó, đây là có một nàng tiên cá ngồi trên bãi đá trứng. Có bà Hoàng Hậu hết mà không cam rồi. Nghe tiếng sóng biển. Ừ.
hay là những cái do sóng biển anh chị, cả hàng trăm năm thế nó tạo tới bào mòn, thế người ta gọi là bại trứng ở bãi tắm Hoàng Hậu. Rồi. Bây giờ để hình dung được cái khu vực này thì Tinh Y sẽ gửi chị vài cái đoạn flycam nha. Mình sẽ đi qua. Xin lỗi. Hàng triệu năm thì những viên đá này nó bị bào mòn. Rồi, xin đi mời anh chị nha. Chúng ta sẽ xem một cái đoạn gành ráng và bãi đá trứng, bãi tắm Hoàng Hậu trên cái đồi của mộ phần ông Hà Mặc Tử. Rồi, mời anh chị. Chúng ta sẽ đi một vòng. Xa xa thì anh chị thấy bên trái là thành phố Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn đằng xa anh chị. Bây giờ Quy Nhơn phát triển cũng rất là nhiều so với ngày xưa. Rồi, nơi mà chúng ta đang tham quan. Đó, cái nhà hàng mà ngay chỗ trước mặt anh chị đó là bãi đá trứng, bãi tắm Hoàng Hậu. Với độ cao khoảng 15 mét thì với cái vị trí này thì anh chị cũng dễ dàng ngắm nhìn anh chị. Gành ráng đây. Xin Y sẽ gửi anh chị một tí gì đó hình ảnh bãi đá trứng, bãi tắm Hoàng Hậu anh chị ha. Rất là nhiều khách du lịch tới đây để chụp hình. Nó nhỏ thôi anh chị, thiên nhiên tạo ra thôi. Cảnh trí mà Sinh Y muốn lấy một cái hình để anh chị dễ dàng theo dõi nha. Bãi đá trứng. Có thể mình hạ đầu cao xuống tí anh chị ha, để mình sẽ bay vào.
đó. Mọi người chụp hình nó cũng đơn giản thôi anh chị. Đây là một cái địa điểm thôi, địa điểm chúng ta có thể có một con đường mộng cầm đi lên ngay chỗ gành ráng nè, rồi có cái nhà hàng, vài địa điểm để gửi anh chị. Bây giờ Sunny sẽ bay ra để anh chị thấy hết cái vịnh ngay chỗ cái gành ráng này nó như thế nào. Gành ráng Tiên Sa rồi. Bây giờ đó, toàn bộ anh chị khu vực gành ráng Tiên Sa để anh chị hình dung. Hôm nay là trời nó nhiều sương mù. Đó. Đây là chúng ta có thể nhìn bao quát về thành phố Quy Nhơn ở trên cao. Sunny đang ở cái độ cao là 179m. Thành phố Quy Nhơn giống như là một cái thung lũng anh chị ha, nên là rất là thú vị. Rồi, Sunny cũng là thân ái mến chào anh chị và các bạn, rất là vui thực hiện các clip này để gửi anh chị, để anh chị biết về hộ mộ Hàng Mặc Tử, bãi đá trứng và bãi tắm hoàng hậu ở gành ráng Tiên Sa. Đây là cái đuôi của cái dãy Trường Sơn rất là hùng vĩ. Rồi, bà Sunny sẽ bay về địa điểm cũ nha anh chị ha. Thân ái mến chào anh chị và các bạn, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip tiếp theo của Sunny Dog. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị. Anh chị luôn khỏe nha. Hẹn gặp lại trong những video clip sau.